Sắc mà dùng ít thôi. Hả? Bà đọc vậy vì kiều Pháp mà đọc hài. Bà quay ra vì kiều Pháp. Wow. Cho nên bà cần hỏi con một số cái câu hỏi liên quan đến tiếng Pháp. Ví dụ như mảnh đất này đẹp quá thì tiếng Pháp nói là gì? Mảnh đất. Con chưa biết là thô bô là cái đó là đẹp quá, là cái mảnh đất con chưa có học nha, cái đó là nhà. Nhà là maison. Maison. Maison, maison. Nhà này đẹp quá. Nhà này đẹp quá. Cette maison est trop beau. Là nhà này đẹp quá. Cette maison est trop beau. Sắc mà dùng ít thôi. Hả? Bà đọc vậy vì kiều Pháp mà đọc hài. Tại chứ là kiều Pháp đọc sao? Set mê dung et thô bông, người ta đọc đúng nhưng mà ba đọc chứ. Sắc mê dung et thô bông. Người ta sẽ set mà ba cứ set set. 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 Set mê dung et thô bông. Set mê dung. Mê dung. E. E. Thô. Thô. Bô. Bô. Set mê dung et thô bô. Bạn đẹp quá nó sao? Nhưng mà ba nói chuyện với ai, con gái hay con trai? Ví dụ là con trai. Tu es trop beau, còn nếu con gái thì là tu es trop belle. Con trai là beau, còn con gái là belle. Con trai đẹp quá là nói gì? Tu es. Tu es trop beau. Tu es, tu es, tu es. Tu es, chờ tu es. Tu es trop beau. Còn con gái đẹp quá. Tu es trop belle. Con gái đẹp quá. Là gì? Tu es. Nó giống như này. Tu es trop belle. Belle. Tu es trop belle. 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 Không khí trong lành thì nói sao? Không khí. Chưa học. Trong lành. Chưa học. Không khí thì con biết l'ambiance. 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 Còn trong lành thì con chưa biết dễ chịu. Dễ chịu. Dễ chịu là Alex. Ừ, không khí thật dễ chịu. Không khí thật dễ chịu. Long Beyond de Alex. Long Beyond. Beyond. Cái gì nữa? Beyoncé. E Alex. E Alex. Alex. Rồi, ok. Được rồi, mấy câu gì lèo lèo đó được rồi. Long Beyond de Alex. Mà ý là cái không khí này, không khí gia đình hay gì? Không gian á, cái không gian á. Con mới học không khí gia đình, con chỉ biết lo vô sữa. Hả? Đó là không khí gia đình đó hả? Cây này là cây ớt. Cette plante est une plante de piment. Hả? À đúng rồi, piment, piment. Haricot là cái gì vậy? Piment. Haricot là như là ớt chuông. Ớt chuông hả? Gì? Đậu không có gì đâu. Haricot là đậu. Haricot là đậu hả? Trời, mày học hay quá. Từ hỏi mày ớt mày chờ mày chú qua tao tao qua tới đậu luôn.